Kính thưa quý vị, bông hoa bằng ruột cây mì đối với nhiều bạn trẻ có lẽ sẽ cảm thấy xa lạ, nhưng đối với những thế hệ từ 8X trở về trước thì khi nhìn thấy những món đồ này sẽ rất bồi hồi và gợi lại một thời tuổi thơ mộc mạc, chân chất. Và ngày hôm nay Huy Cường rất may mắn khi được gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với anh Lê Ngọc Dư, tên thường gọi là Cụi, một người trẻ rất khéo tay và sáng tạo. Dạ, xin chào Huy Cường, chào độc giả của báo Tây Ninh. Từ đâu mà anh lại có thú vui với những món đồ trang trí thủ công như thế này? À, thì cũng xuất phát từ từ nhỏ mình đã thích rồi. Thì những lúc mà rảnh rỗi hoặc là mình xem những cái vật dụng xung quanh nhà mình á, thì mình suy nghĩ ra những cái ý tưởng đó. Như vậy thì anh có thể chia sẻ thêm là trong cái thời gian mà mình làm những sản phẩm như thế này đó, thì cái công đoạn nào là khó nhất? Cái công đoạn thì cũng tùy theo sản phẩm thôi. Thì ví dụ như mình làm cái sản phẩm đó, ví dụ như con kỳ lân đi, con kỳ lân hiện tại là mình làm nó ra một cái nhân vật, nó ra một cái hình hài của con kỳ lân, nhưng mà mình muốn cái ý tưởng của mình nó sẽ cao hơn một xíu nữa, là mình làm con kỳ lân nó có thể lắc lắc qua lắc lại, hoặc là mình chuyển chuyển cho nó có thể là tư thế ngồi hoặc tư thế chuyển đứng. động được. Đúng rồi, thì mình sẽ thiết kế cái đó thì nó sẽ hơi khó. Anh Cụi thân mến, anh có thể chia sẻ một chút xíu về những dự định của mình trong tương lai với thú vui này không ạ? Thật ra là mình làm chỉ đam mê thôi, cái công việc chính của mình là làm nghề tóc. Thì do là tình hình dịch cái thời hiện nay ấy, thì dịch quá nên mình giờ lại qua Tết mình có thể mở tiệm lại làm tóc. Những cái sản phẩm này thì Huy Cường quan sát thấy là phải tốn rất là nhiều công sức để hoàn thành. Như vậy về giá thành thì sao ạ? À, về giá thành á, thật ra mình không có ý định để bán đâu. Thì đầu tiên á, thì mình làm để chia sẻ cho các bạn làm theo. Còn nếu mà bạn nào mà có muốn mua sở hữu được cái sở thích của mình á, thì có thể định giá. Anh Cụi ơi, như vậy thì có cái sản phẩm nào mà anh vừa mới hoàn thành anh có thể giới thiệu cho Huy Cường và các bạn được xem không ạ? Hôm nay có con Long Quy, thì cái này thì người ta mua rồi nhưng mà chưa có giao. Thì nó làm bằng từ đất sét, từ ý tưởng đốt đèn dầu đó mình đã làm cho cái Long Quy này nó giống như nó phun lửa vậy đó. Thì mình làm ở đây là cái đựng dầu, dầu hôi của mình ha. À, là đây là cái đèn dầu đúng không anh? Đúng rồi, đèn dầu, nhưng mà nó ra hình hạng là con Long Quy. Thì cái này thì mình chế dầu vô, thì cái này mình đậy lại thì nó hoàn thành như vậy. Tức là mình thắp lửa ở đây được. Đúng rồi, có học quạt nè. Từ nãy tới giờ khi mà xem những cái sản phẩm của anh Cụi làm thì thật sự mà nói Huy Cường rất là ngưỡng mộ cái sự khéo tay và sáng tạo của anh. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến anh ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ đến với độc giả của báo Tây Ninh những điều rất là thú vị. À, dạ Cụi cũng cảm ơn Huy Cường, cảm ơn báo Tây Ninh.